Xin chào toàn thể các bác đam mê ong vò vẽ Ba Miền nhé. Nay em và anh Quyến lại em đi tìm ong vò vẽ theo dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh các bác ạ. Anh em từ nhà xuống đến cái khu vực này là cách nhà mình là tầm 23 đến 25 đến 30 cây số này các bác này. Hiện tại anh em đang nhòm thấy khá là nhiều con bay vào rồi. Anh em tí nữa anh em nhòm thấy tổ thì sẽ lên và quay cho các bác cùng xem nhé. Anh em mình nhòm đuổi từ ngoài chỗ đập kia vào thì phát hiện ra một cái tổ ong ở trên cái gần cái chỗ bụi cây son kìa các bác kìa. Thì ở dưới này khá là nhiều ong các bác nhá. Em sẽ lên quay cái tổ cho các bác cùng xem này. Các bác nhá, cái tổ ong ngay đây này. Căng chít luôn bám ấy. Ok các bác nhé, tiếp to hết những cái cành xung quanh này đi này. Đấy, mình cho vào túi lưới đỡ bị vớ nhé. Các bác tỉa tót càng sạch càng tốt nhé. Thế là ok các bác ạ. Rồi em sẽ tiến hành buộc dây để treo đây. Tạ thế này đã các bác nhé, để xong lúc nào mình treo xong rồi buộc lại nhé.
nó làm cẩn thận nhé, từ chỉ áo áo thế này. Đây các bác, em treo đây, cách mặt đất tầm 50 phân thôi nhé. Em sẽ đợi tầm 15 phút các bác ạ. Thì con ong nó bâu vào tổ ở yên ổn thì em sẽ sang em túm nhé. Con bâu vào tổ khá là ổn định rồi các bác nhé. Em sẽ mặc độ bảo hộ vào và túm đây. Tổ này em chỉ túm một lần thôi các bác. Đây các bác, em vừa mới túm xong này. Giờ em sẽ đi tìm từ tổ khác nhé. Được thì em quay cho các bác cùng xem tiếp ạ. Tổ này em được gần như là hết quân các bác ạ. Đây các bác, thành quả của hai anh em mình đây nhé các bác nhé. Được 4 tổ các bác ạ. Được những cái tổ khá là to rồi đây các bác này. Bây giờ em và anh Quyến sẽ mang về để treo đây các bác ạ. Đây, mình vừa về đến nhà đây các bác. Anh Quyến thì mang hai tổ về treo các bác nhé. Em thì mang hai tổ về treo, mỗi người hai tổ. Rồi em sẽ mang lên giàn để treo thôi. Đây các bác, em sẽ treo tổ nhỏ trước nhé. Vì 25 km mà quân không bị làm sao đâu các bác nhé, cho vào túi lưới này. Các bác đi xa như em mà còn cho vào bao tải thì vào cái chai nhựa thì chết ngay. Và hết đi. Là ổn các bác, tí nữa con ong nó tự động nó sẽ bâu vào tổ nó nhé. Thôi, video em đến đây là kết thúc đây. Các bác xem video đăng ký kênh để ủng hộ em nhé.